Ngày mùng 1 tháng 4, thứ sáu tuần 4 mùa chay. Chúng tìm cách bắt người, nhưng chưa tới giờ người. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilea. Người không muốn đi lại trong xứ Judea vì người Do Thái đang tìm giết người. Lúc đó, gần đến lễ trại của người Do Thái. Nhưng khi anh em của người lên dự lễ rồi, thì người cũng đi, nhưng không đi cách công khai mà lại đi cách kín đáo. Có một số người ở Jerusalem nói: "Đây không phải là người họ đang tìm giết sao? Kìa, ông ta đang nói công khai mà không ai nói gì cả. Phải chăng các nhà chức trách đã nhận ra ông ta là Đấng Kitô? Tuy nhiên, ông này thì chúng ta biết rõ đã xuất thân từ đâu. Còn khi Đấng Kitô tới thì chẳng có ai biết người bởi đâu." Vậy lúc bấy giờ, Chúa Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ. Người lớn tiếng nói rằng: "Phải, các ngươi biết ta và biết ta xuất thân từ đâu. Ta không tự ta mà đến, nhưng thực ra có Đấng đã sai ta mà các ngươi không biết Ngài. Riêng ta biết Ngài, vì ta bởi Ngài và chính Ngài đã sai ta." Bởi thế họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng tới người vì chưa tới giờ người. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Mặc lấy sự hiểu biết của Thiên Chúa. Chúng tìm cách bắt người, nhưng chưa tới giờ người. Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan thượng trí. Người hiểu, người biết rõ mỗi chúng ta, mỗi con người, cả những lẽ kín, niềm riêng. Người hiểu biết từng lá cây, ngọn cỏ, đến từng bước đi của mặt trời, mặt trăng, từng bước chuyển vận của vạn vật. Còn sự hiểu biết của con người là sự hiểu biết của loài thọ tạo bị thất sủng, bởi không còn được thông hiệp với Thiên Chúa khôn ngoan thánh thiện. Sự hiểu biết của con người sau tội nguyên tổ là sự mê muội theo hướng dẫn của Satan. Người càng tung hê sự hiểu biết của mình, người ấy càng mê muội. Người Do Thái tự cho mình có vốn hiểu biết về Đấng Kitô, nên đã không mở lòng ra mà đón nhận Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Đấng được sức giàu, Đấng thiên sai, trong thân phận nghèo khó, với nhân thân, với gia cảnh tầm thường. Mặc dầu Chúa Giêsu kiên nhẫn giải thích cho họ, nhưng lòng kiêu căng tự tôn của họ đã không cho phép họ đón nhận sự hiểu biết nào khác hơn sự hiểu biết của họ. Đã vậy, họ còn tìm cách bắt người. Vâng, Chúa Giêsu đồng hóa với người nghèo hèn thấp kém, không có tiếng nói, luôn bị đè bẹp, xem thường. Người cũng đang hiện thân giữa chúng ta, nơi những cùng đinh mặt hạng, luôn là bị trị nhiều hơn là được thông cảm và được yêu. Chúa muốn chúng ta hãy mặc lấy sự hiểu biết đầy thượng trí và khôn ngoan, nhưng luôn là sự hiểu biết khiêm nhượng và xót thương của Thiên Chúa, để sống với nhau giữa cuộc đời này. Ước gì không có ai tự phụ về vốn hiểu biết mê muội của mình, rồi bất tuân phục, không tôn thờ Thiên Chúa, lại tìm cách ép kẻ khác làm theo ý mình, không phải ý của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình bỏ đi sự hiểu biết mê muội của mình và mặc lấy sự hiểu biết khiêm nhượng, hiền lành của Chúa Giêsu để yêu nhau, yêu người như Chúa yêu. Amen. Lạy Chúa, chúng con đang sống trong mùa chay, không chỉ là mùa sám hối những tội lỗi, không chỉ là mùa trở về với lòng tin cậy mến Chúa, mà còn là mùa cùng Chúa Giêsu bước xuống hiệp hành với mọi người trong đau khổ hy sinh vì yêu, để cùng Chúa Giêsu và mọi người bước vào sự sống mới vinh quang của Thiên Chúa. Mùa chay, con đường tím nhưng là con đường hy vọng. Xin cho chúng con cùng hát với đấng đáng kính Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận rằng: đường ta đi là con đường đau khổ, đường đau khổ là đường tới vinh quang. Amen. Hân hoan giữa đêm dài mịt mù, Chúa với ta.